Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Tucson 1.6 Turbo phiên bản cao nhất của dòng Hyundai Tucson. Thì trong video này thì em sẽ cập nhật chính sách giá của Tucson thời điểm đầu tháng 6 năm 2024, thời điểm cũng cận kề thông tin giảm thuế trước bạ 50% vào thời điểm tháng 7. Đấy, thời điểm này thì giá xe cũng rất là tốt để quý anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe hưởng ưu đãi kép cho chương trình giảm thuế. Tucson thì em có 4 phiên bản, phiên bản xăng tiêu chuẩn, phiên bản xăng đặc biệt, phiên bản dầu đặc biệt, phiên bản xăng turbo đây. Thì giá của các phiên bản thì hiện tại phiên bản xăng tiêu chuẩn bên em đang bán mức giá là 755 triệu, bản xăng đặc biệt là 825 triệu, phiên bản dầu đặc biệt thì là 892 triệu và phiên bản xăng turbo thì là 902 triệu. Cái giá này thì là giá bán, còn giá lăn bánh về các tỉnh thành ví dụ như là Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì phiên bản xăng tiêu chuẩn thì khoảng 800 triệu này, phiên bản xăng đặc biệt khoảng 874 triệu, phiên bản xăng turbo thì đâu đó rơi vào khoảng 950 triệu và phiên bản máy dầu đặc biệt thì đâu đó rơi vào khoảng 940 triệu. Giá trên thì đã bao gồm là chi phí xe này, lục thuế, em tính thuế 5% cho quý anh chị nhé. Và chi phí ra biển, phí đường bộ và chưa có bảo hiểm thân vỏ. Chiếc xăng turbo này thì sẽ có đầy đủ những cái công nghệ gần như là giống đàn anh Santa Fe. Thì ví dụ từ phần đuôi này của nó có thể kể đến là cốp điện này, chống kẹt, tự động, camera 360 độ, hệ thống đèn hậu full LED, rồi 4 cảm biến. La răng của xe thì được trang bị với kích thước là 19 inch. Phía trong nội thất thì anh chị có thể thấy là xe mới, khách hàng vẫn chưa kịp lấy. Xe này thì đã có khách đặt rồi, anh khách đã làm lên sàn 360 rất là đẹp. Đấy, sàn 360 độ rồi thì lắp bậc chân. Sàn 360 độ này bên Hyundai Bắc Ninh bên em lắp cho khách rơi vào khoảng hơn 2 triệu thôi. Đấy, bậc chân Tucson, bậc chân Tucson thì là được phay, nó là hợp kim nhôm rất là đẹp, dẫm lên rất là chắc chắn. Bậc chân này thì có giá khoảng hơn 3 triệu. Đấy, xe thì của anh chị là khi mua tại Hyundai Bắc Ninh thì sẽ được tặng phim cách nhiệt, đó, một bộ phim cách nhiệt, rồi một bộ trải sàn da, một chiếc bọc vô lăng. Đó, phim thì bên em bảo hành cho quý anh chị là 10 năm nhé, phim Nissan chính hãng của Mỹ. Về nội thất của Tucson phiên bản 1.6 turbo thì sẽ có nội thất là ghế da màu nâu này, rồi thì có những cái chi tiết pha, có những cái đường vải, rồi thì có những tiết ốp da màu đen, thiết kế rất là hài hòa. 1.6 turbo này thì là cái động cơ khỏe nhất của Tucson. Phía máy xăng thì được dẫn động máy hộp số 7 cấp ly hợp kép. Ở trên chiếc vô lăng 4 chấu này sẽ có những công nghệ như hệ thống Hyundai Smart Sense, rồi màn hình hiển thị đa thông tin thì là màn hình với kích thước là 10.5 inch, còn màn hình giải trí trung tâm cũng cùng với kích thước đó là 10.5 inch, thì có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Các công nghệ kể đến trên Tucson thì có thể nói là rất là nhiều, ví dụ như là hệ thống trên bản turbo thì có nhớ ghế lái hai vị trí này, rồi hệ thống thông gió và làm mát ghế cho hàng ghế phía trước, sưởi ấm nữa, sửa vô lăng, hỗ trợ đổ đèo đây thưa anh chị, khóa vi sai khi cho phiên bản turbo vì là phiên bản turbo là hai cầu, phanh tay điện tử cần số bằng nút bấm, rồi sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có lọc không khí ion, vân vân. Phần gương xe thì được tích hợp camera 360 độ thưa quý anh chị, có xi nhan tích hợp trên gương này. Chìa khóa của Tucson thì có tích hợp tính năng đèn nổ từ xa và có lên xuống kính bằng chìa khóa tự động, và tích hợp tính năng mở cốp. Phần đầu xe của Tucson thì sẽ là trang bị cụm đèn full LED. Đó, cụm đèn pha cốt full LED, rồi có 4 cảm biến hỗ trợ anh chị đỗ xe và gắp dọc cắm ngang. Hệ thống an toàn tự động SCC. Đây là cái radar của hệ thống kiểm soát hành trình tự động SCC ạ. Tucson thì hiện tại bên em đang có sẵn những cái màu như là màu trắng cho phiên bản turbo này, rồi màu trắng cho phiên bản tiêu chuẩn, xăng đặc biệt thì bên em cũng chuẩn bị về các phiên bản màu trắng. Màu đen thì có lác đác một vài xe, đỏ thì ít xe hơn ạ.
Quý hàng quan tâm đến Hyundai Tucson thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.